Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 49. Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai. Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta. Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm cho ta như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Ta có nói rằng: Ta đã làm việc luống công, đã hao sức vô ích và không kết quả. Song lẽ ngay thẳng của ta ở nơi Đức Giê-hô-va và sự ban thưởng cho ta ở nơi Đức Chúa Trời ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va là đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài và nhóm Israel về cùng Ngài, vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta. Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại các chi phái Gia-cốp và làm cho những kẻ được gìn giữ của Israel lại được trở về, còn là việc nhỏ. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc Israel và đấng thánh của Ngài, phán cùng người bị loài người khinh dễ, bị dân này gớm ghiếc, là người làm tôi kẻ có quyền thế như vậy. Các vua sẽ thấy và đứng dậy, các quan trưởng sẽ quỳ lại vì cớ Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, tức là đấng thánh của Israel, là đấng đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận tiện, đã vùa giúp ngươi trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, phó ngươi làm giao ước của dân, đặng lập lại xứ này và chia đất hoang vu làm sản nghiệp cho. Đặng bảo kẻ bị trói rằng hãy ra, và bảo kẻ ở trong nơi tối tăm rằng hãy tỏ mình. Họ sẽ chăn thả trên đường, và đồng cỏ họ sẽ ở trên các núi trọi. Họ sẽ không đói không khát, hơi nắng chẳng đốt đến, khí nóng mặt trời chẳng phạm đến nữa, vì đấng thương xót họ sẽ dắt dẫn, đem họ đến gần suối nước. Ta sẽ làm cho mọi núi ta nên đường phẳng, và các đường cái ta sẽ được sửa sang. Này, những kẻ này sẽ đến từ nơi xa, kìa những kẻ kia sẽ đến từ phương Bắc, những kẻ nọ từ phương Tây, và những kẻ khác từ xứ Sini. Hỡi trời hãy hát, hỡi đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Con cái ngươi chóng về, kẻ phá hại hủy diệt ngươi sẽ ra khỏi giữa ngươi. Hãy liếc mắt xem xung quanh ngươi, những kẻ này đều nhóm lại và đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ngươi sẽ mặc lấy những kẻ này như đồ trang sức, và dùng mà thắt đai như nàng dâu mới. Thật, các nơi đổ nát hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi, nay có đông người ở thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi bị mất những đứa khác, sẽ nói vào tai ngươi rằng: Đất đai chật hẹp quá cho tôi, hãy sắm chỗ cho tôi, đặng tôi ở đây. Chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng: Ai đã sinh sản cho ta những đứa này? Ta đã mất hết con cái, ta đã son sẻ bị đày và lưu lạc. Vậy thì ai đã nuôi những đứa này? Này, ta đã ở một mình, những đứa này có bởi đâu? Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ giá tay trên các nước
dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Vậy của cải bị người mạnh bạo cướp lấy, há ai giật lại được sao? Người công bình bị bắt làm phu tù, há ai giải cứu được sao? Song Đức Giê-hô-va phán như vậy: thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giật lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Ta sẽ làm cho kẻ hiếp đáp ngươi tự ăn thịt mình, say vì máu mình như vì rượu mới. Cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi, tức là đấng toàn năng của Gia-cốp. Chương 50. Đức Giê-hô-va phán như vậy: chớ nào tờ để mà ta đã để mẹ các ngươi ra ở đâu? Ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho? Này, các ngươi bị bán là tại tội lỗi mình, mẹ các ngươi bị bỏ là tại sự bội nghịch các ngươi. Cớ sao khi ta đến chẳng thấy có người nào? Cớ sao khi ta gọi chẳng có ai thưa lại? Tay ta há ngắn quá không chuộc được sao? Hay là sức ta không đủ mà cứu được sao? Này, ta chỉ nạt một cái thì biển liền cạn. Ta biến sông thành đồng vắng. Cá dưới sông vì khan nước phải chết khát, hóa ra hôi thối. Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời và khoác cho một cái bao gai. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Thật, Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta, ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mất cỡ. Vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên. Ai là kẻ đối địch ta, hãy lại gần ta. Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta. Ai định tội lỗi ta được? Này, hết thảy chúng nó sẽ cũ đi như áo, bị sâu cắn rách. Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình. Kìa, hết thảy các ngươi là kẻ thắp lửa và đốt đuốc vây lấy mình, thì hãy đi giữa ngọn lửa mình và giữa những đuốc mình đã đốt. Ấy là sự tay ta đã làm cho các ngươi sẽ nằm trong sự buồn bực. Chương 51. Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta. Khá nhìn xem vần đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham, cùng Sarah là người đã sinh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình. Ta đã ban phước cho người nên nhiều. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn, Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Eden, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va. Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát. Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta. Hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta. Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình, làm sự sáng cho các dân. Sự công bình của ta đã gần, sự cứu rỗi của ta đã ra. Cánh tay ta sẽ xét đoán các dân, các cù lao sẽ trông đợi ta, và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta.
hãy ngước mắt lên các tầng trời và cúi xem dưới đất, vì các tầng trời sẽ tan ra như khói. Đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi. Nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta. Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên. Nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời. Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va, hãy thức dậy, thức dậy. Hãy mặc lấy sức mạnh đi. Hãy thức dậy như ngày xưa, như các đời thượng cổ. Há chẳng phải Ngài là đấng đã phân thây Ra-háp và đâm con quái vật lớn sao? Há chẳng phải Ngài là đấng đã làm cạn biển, tắt nước vực lớn, làm cho biển sâu ra một con đường, hầu cho dân ta đã được chuộc đi qua sao? Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Ta, chính ta là đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ, mà lại quên Đức Giê-hô-va đấng tạo ngươi, đã dương các tầng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi. Vậy thì bây giờ chớ nào cơn giận của kẻ ức hiếp ấy ở đâu? Kẻ bị bắt đem đi sẽ chóng được tha ra, sẽ chẳng chết trong hầm và cũng không thiếu lương thực. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là đấng làm cho biển động, sóng bổ ầm ầm. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh Ngài. Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các tầng trời và lập nền đất, cùng nói với Si-ôn rằng: ngươi là dân ta. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba, uống cho tới cặn. Trong vòng các con trai mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra, chẳng một đứa nào để dắt nó. Trong vòng các con trai nó đã nuôi, chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay. Hai sự này, tức là diệt vong và hủy phá, đói kém và gươm dao, đã đến cho ngươi. Mà ai là kẻ sầu não vì ngươi? Ta sẽ lấy gì yên ủi ngươi? Các con trai ngươi đều hao mòn, nằm ngổn ngang nơi ngã ba đường phố, như con nai mắc trong lưới, đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy bây giờ, hỡi ngươi là kẻ khốn nạn, là kẻ say nhưng không vì rượu, hãy nghe điều này. Chúa Giê-hô-va ngươi, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng binh vực dân mình phán như vậy: này, ta đã lấy lại chén xoàng ba từ tay ngươi, tức là cặn của chén thạnh nộ ta. Rày về sau, ngươi sẽ không uống nó nữa. Ta sẽ để chén ấy trong tay các kẻ hà hiếp ngươi, tức là các kẻ bảo ngươi rằng: hãy cúi xuống, đặng chúng ta bước ngang qua. Rồi ngươi cong lưng sát đất, như con đường cho người ta qua lại. Chương 5. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng, kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chương 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng,
mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói, và muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm. Thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương, cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Thi Thiên 55. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi, chớ ẩn mặt Chúa cho khỏi nghe lời nài xin tôi. Xin hãy nghe và đáp lại tôi. Tôi xốn sang, than thở và rên xiết bởi tiếng kẻ thù nghịch và bởi kẻ ác hà hiếp, vì chúng nó thêm sự ác trên mình tôi, bắt bớ tôi cách giận dữ. Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã giáng trên tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Tôi có nói, ôi, chớ chi tôi có cánh như bò câu, ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng, phải tôi sẽ trốn đi xa ở trong đồng vắng. Tôi sẽ lật đật chạy đuột khỏi gió dữ và khỏi giông tố. Hỡi Chúa, hãy nuốt chúng nó, khiến cho lộn xộn tiếng chúng nó, vì tôi thấy sự hung bạo và sự tranh giành trong thành. Ngày và đêm chúng nó đi vòng quanh trên vách thành, sự ác và điều khuấy khỏa ở giữa thành, sự gian tà cũng ở giữa thành, điều hà hiếp và sự giả ngụy không lìa khỏi đường phố nó. Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, bằng vậy tôi có thể chịu được. Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bầu bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúng tôi đã cùng nhau nghị bàn cách êm dịu. Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Nguyện sự chết thình lình xảy đến chúng nó. Nguyện chúng nó còn sống phải sa xuống âm phủ, vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó. Còn tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ác sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận giàn nghịch cùng tôi và ban bình an cho tôi, vì những kẻ chiến đấu cùng tôi đông lắm. Đức Chúa Trời là đấng hằng có từ trước vô cùng, sẽ nghe và báo trả chúng nó. Vì chúng nó chẳng có sự biến cải trong mình, cũng chẳng kính sợ Đức Chúa Trời. Kẻ ác đã tra tay trên những người ở hòa bình cùng nó, nó đã bội nghịch giao ước mình. Miệng nó trơn láng như mỡ sữa, nhưng trong lòng có sự giặc giả. Các lời nó dịu dàng hơn dầu, nhưng thật là những thanh gươm trần. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ huyết và người giả ngụy sống chẳng đến được nửa số các ngày định cho mình. Chúa sẽ xô chúng nó xuống hầm diệt vong. Còn tôi sẽ tin cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng.
thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.